anh chở giùm thôi. Ừ, tại có người nhà theo. Rồi, anh đậu đây đi, em cho cụ bà lên. Bà chị đưa lại giùm em đi chị. Cho lên xe đó. Đỡ đi, đỡ đi, ráng được không ta? Đỡ được. Không được luôn hả? Không được. Được. Yếu lắm hả? Ráng. Thay biến. Bị tai biến á, lúc 4 giờ mấy sáng đó, bây giờ cái xe kẹt xe. Rồi 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 rồi. Giờ mấy chiếc này nó che cũng được chú. Xe này nó chạy không? Đem che lại. Đỡ 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 cái đầu bà. Đúng rồi, bình tĩnh luôn. Đỡ đỡ cái đầu à. Lôi 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 đầu bà vô đi chị. Qua qua. Rồi. Cảm ơn em. Để tôi ra. Anh ra trước đi. Đúng rồi. Đây. Chú bà đi thay em. Để tôi có những dưới chân bà nha. Được chưa bà, bình tĩnh chưa? À, cái bà cụ là bị cái gì tai biến, để đi cấp cứu đấy, nằm đây lại phải chuyển sang cái xe khác. Ở ngoài Phủ Lý năm trước tôi chạy xe ngoài là cũng có một trường hợp là nó nằm mất 3 tiếng, mà người đi cấp cứu từ Nghệ An ra đến ngoài Đồng Văn là chết luôn trên đường. Nhưng bây giờ anh cảnh sát giao thông á, anh ấy kêu cái xe kia ra anh giải tỏa như thế là cũng như là coi như là cũng ấy cho bà cụ. Thì thấy là vậy thì tôi đầu tiên là tôi tưởng là xe quay đầu, nhưng bảo là bà cụ bị bệnh thì coi như là thấy người kia đấy thì mình thấy vậy thì bồng bế bà cụ thì mình cụm tay thôi chứ để cho khỏi cái nguy hiểm cho người ta. Mình làm được cái việc như thế thì nó cũng là cái con người với nhau mà. Nói là có khi là đang cáu gắt nhau hơi muốn này. Thì nhưng mà thấy cái chuyện như thế là mình cũng phải thông vào rồi. Giấy tờ khai báo y tế này không xét đây đầy đủ hết. Xe này của bên công ty xe khách Sài Gòn Pít mà. Mẹ phải có thể đi lại không được anh. Không được anh. Nếu mà nếu qua là chiều không quay lại nha. Nếu tại vì anh là công ty sản xuất thì bây giờ em giải quyết cho anh qua, nhưng mà chiều hôm nay mình không quay lại được. Phải có giấy cơ quan nào đó mình mới có. Dạ đúng rồi. Bây giờ là mình phải xác định như vậy.